Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Xin được mến chào các bạn đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa các bạn, hôm nay trong khung giờ đọc truyện quen thuộc của kênh thì Tuấn Anh xin giới thiệu đến các bạn một bộ truyện rất hay và nổi tiếng. Vì một số lý do thì Tuấn Anh xin phép được để tên truyện có tựa đề là Tiên Đạo Tranh Phong cũng rất hợp với bộ truyện này. Ở câu chuyện kể về một nhân vật có tên là Vương Lâm là một thiếu niên rất là bình thường. May mắn, con được gia nhập vào một môn phái tu tiên đã xuống dốc bốn nước triệu. Vì nguyên nhân là thiếu linh căn, vì một vài hiểu nhầm tai hại, vì một khối thiết tinh và nhờ có được là một hạt châu thần bí, Vương Đầm đã từ đó mà bước lên con đường tu luyện của mình. Hắn sẽ đối mặt với những chuyện gì, con đường này sẽ như thế nào, có tranh phong được với cường giả khắp nơi hay không? Ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời tất cả các bạn cùng theo dõi nội dung của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh kính mong tất cả các bạn hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like, đăng ký kênh, à, đừng quên là khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc của bộ truyện vào lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 1 của bộ truyện này. Tiền đạo tranh phong tập 1 Thiết trụ ngồi ở bên con đường nhỏ trong thôn, vẻ mặt ngẩn ngơ nhìn bầu trời xanh thẳm. tiết trụ vốn không phải là thiên thật của hắn, mà là từ bé bởi vì thân thể gầy yếu Phụ thân sợ nuôi không được Vì thế dựa theo tập tục mà gọi tên mụ Hắn vốn tên là Vương Đâm Họ Vương ở trong vài cái thôn xóm xung quanh Xem như là danh gia Tổ tiên xuất thân là thợ mộc Nhất là ở thị trấn Gia tộc họ Vương cũng coi như rất có danh tiếng Có được mấy cửa hiệu chuyên môn buôn bán sản phẩm gỗ Phụ thân của thiết trụ là con thứ vợ lẽ bên trong gia tộc không được phép tiếp quản việc quan trọng của gia tộc, mà là ở sau khi thành hôn rời đi thị trấn, định cư tại thôn trang này. Bởi vì có một tay thợ mộc tinh xảo, gia cảnh thiết chủ cũng coi như bậc trung, ăn mà không lo, cho dù là ở trong thôn cũng được nhiều người tôn kính. Thiết trụ từ nhỏ đã cực kỳ thông minh, yêu thích đọc sách, có rất nhiều ý nghĩ, hầu như được trong toàn thôn công nhận là thần đồng. Phụ thân mỗi lần nghe được người ta khen ngợi nếp nhăn trên mặt phụ thân đều hiện ra lộ ra nụ cười thoải mái mẫu thân càng hay quan tâm đối với hắn có thể nói từ nhỏ đến lớn thiết trụ đều là sinh hoạt trong sự yêu thương của cha mẹ hắn biết cha mẹ hắn đối với hắn kỳ vọng rất cao những đứa trẻ nhà khác bằng tôi với hắn đều đã phải ra đồng làm nông kiếm sống rồi nhưng bản thân của hắn lại được ở nhà đọc sách đọc sách nhiều ý nghĩ tự nhiên cũng sẽ theo đó mà đến. Đối với thế giới bên ngoài sơn thôn, hắn tràn ngập hướng tới, ngẩng đầu nhìn phía cuối con đường nhỏ. Thiết trụ thở dài một tiếng, khép lại quyển sách trong tay, đứng dậy rồi đi về nhà. Phụ thân hắn đang ngồi ở trong sân, trong tay cầm tẩu thuốc, sau khi hút thật sâu một ngụm mới nói với thiết trụ vừa đẩy cửa vào. Thiết trụ đọc sách thế nào? Thiết trụ ứng phó vài câu, phụ thân gõ gõ tẩu thuốc, đứng dậy nói. Thiết trụ à, ngươi phải đọc sách cho thật tốt. Sang năm chính là kỳ thi lớn trong huyện. Ngươi về sau có tiền đồ hay không thì phải xem vào lần này rồi. Nhưng đừng có giống ta, cả đời này ở lại trong thôn thôi. Được rồi, ông mỗi ngày cằn nhằn phải để ta nói. Thiết trụ nhà chúng ta nhất định có thể thi đỗ đấy. Mẫu thần của thiết trụ bưng đồ ăn đặt ở trên bàn trong sân, gọi cho con hai người bọn họ lại ăn cơm. Thiết trụ ôi một tiếng, sau khi ngồi xuống tùy tiện ăn vài miếng. Mẫu thần tự ái nhìn con trai, đem vài miếng thịt cắp qua cho hắn. Cha, tử thục sắp tới chưa vậy? Thế trụ ngẩng đầu mà hỏi. Tính toan thời gian, không sai biệt lắm đúng là mấy ngày này rồi. Tử thục người so với cha có tiền đồ. Ây già, mẹ nó ơi, có kỹ đồ ăn chuẩn bị cho lão tứ nha. Phụ thân một khi nhắc tới lão tứ, trên mặt lộ ra vẻ thổn thức mẫu thần hắn gật đầu cảm động nói thiệt chủ à tứ thúc của con là người tốt vài năm nay may mắn có hắn giúp đỡ cha của con làm điêu khắc mới có thể bán ra tiền con về sau nếu như có tiền đồ rồi đừng quên báo đáp tứ thúc con đấy đang nói bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng ngựa tiếp theo là tiếng bánh xe ngựa lại gần ào ào theo gió mà đến một âm thanh sang sảng vang lên ở bên ngoài Nhi ca mở cửa đi! Thiết trụ kinh hỉ, lập tức chạy tới sân nhỏ, đem cửa sân đẩy ra. Chỉ thấy một người trung điên hán tử cường tráng, ánh mắt sáng ngời đứng ở ngoài cửa. Sau khi hắn nhìn đến Thiết trụ, ha ha cười, sờ sờ đầu hắn cười mà nói: Thiết trụ à, lúc này mới nửa năm không gặp, thân hình lại cao lên rồi. Cha mẹ của Thiết trụ vội vàng đứng lên, phụ thân hắn cười mà nói: lão tử, ta ước chừng thời gian, người cũng tới nhanh thật. Mau vào đây Thiết trụ à Con không đi lấy kế cho tứ thúc người đi Thiết trụ cao hứng lên tiếng Vội vàng chạy về phòng ở Lấy ra một chiếc ghế đầu đặt ở cạnh bàn ăn Dùng tay áo xoa xoa hẳn hoi Mong mỏi nhìn trung niên hán tử kia Trung niên hán tử Hướng về phía hắn nháy nháy con mắt Trêu gẹo nói Thiết trụ à Lần này như thế nào chịu khó như vậy chứ Ta còn nhớ lần trước ta đến Người cũng không như vậy mà Phụ thần của thiết trụ trừng mắt nhìn thiết trụ một cái, cười mà mắng. Cái thằng oát con này, ngay vừa rồi còn cằn nhằn, ngươi là còn không nhanh nhanh đến đấy. Trung niên hán tử nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của thiết trụ, cười mà nói. Thiết trụ à, tư thúc của ngươi cũng không quên thứ đã đáp ứng với ngươi. Nói xong, từ trong ngực lấy ra hai quyển sách đặt ở trên bàn. Thiết trụ hưng phấn, hoàn hồn một tiếng, cầm lấy sách lật xem một chút, vui mừng không kìm chế được mẹ của thiết trụ đưa mắt hiền hậu nhìn nhi tử của mình nói với trung niên hán tử lão tử cả người bình thường vẫn nhắc tới ngươi lần này ở thêm vài ngày đi trung niên hán tử lắc đầu nói nhị tẩu à mấy ngày này gia tộc nhiều việc lắm ta sáng sớm ngày mai sẽ quay trở về chờ trong khoảng thời gian này Bỏ việc xong xuôi ta lại đến gặp mọi người vậy nói xong hắn xin lỗi mà nhìn qua nhị ca của mình cha của thiết trụ thở dài nói Lão Tứ đừng nghe chỉ dâu người nói. Sáng mai đem hàng hóa đóng gói xong. Chuyện gia tộc là quan trọng nhất. Sau này chúng ta lại tụ họp cũng thế thôi. Trung niên hắn tử nhìn cha thiết trụ nói. Nhị ca, thiết trụ năm nay 15 tuổi phải không? Phụ thân thiết trụ gật đầu xúc động nói. Sáng năm, thằng nhãi con này đêm 16 rồi. Thoáng một cái hơn chục năm qua đi, nhanh thật đấy. Vừa nói xong, Mắt hắn lộ ra vẻ cương chiều, nhìn nhi tử của mình. Trung niên hán tử trầm ngâm một chút, sắc mặt nghiêm túc nói. Đi ca nhị tẩu, cùng các ngươi làm một việc. Hàng nhạc phái năm nay thu triều đệ tử, gia tộc có ba cái đề cử danh ngạch, phần đến chỗ này của ta có một cái đấy. Phụ thân của thiết chủ ngẩn ra biến sắc nói. Hàng nhạc phái à? Nhưng là cái hàng nhạc phái kia, nơi tất cả đều là tiên nhân sao? Trung niên hán tử hơi gật đầu nói. Nhị ca, chính là cái tiền nhân bồn phái kia đấy. Gia tộc chúng ta ở phụ cận cũng coi như vọng tộc danh gia, có tư cách tiến cử người vào. Nhà của ta, tiểu huynh cũng biết rồi đấy, đọc sách không xong, mua đào lộng kiếm lại không am hiểu. Ta cân nhắc tiền nhân sẽ không thu nhận đệ tử, tiểu tử nhà ta đâu. Cái danh ngạch trân quý như vậy, ta xem thiết trụ từ nhỏ đã thông minh, yêu thích việc đọc sách, nó không chừng có thể vào được đấy. Mẹ của thiết trụ cực kỳ vui mừng vội vàng nói Lão thứ, chuyện này... Trung điện hắn tử vút vút đầu thiết trụ rồi nói Dì ca dì tẩu, ta thấy việc này liền như vậy mà quyết định đi Để cho thiết trụ đi thử xem Nếu như thực sự được thu nhận, đó chính là phúc phần của ta Thiết trụ mê hoặc nhìn cha mẹ cùng tứ thúc hắn Hắn có chút nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì đó Tiền nhân đương Tiền nhân là cái gì? Thiết trụ do so dư một chút, nhẹ giọng do so hỏi trung niên hán tử sắc mặt nghiêm túc nhìn thiết trụ đáp thiết trụ à tiền nhân chính là có thể ở trên trời bay tới bay lui bọn họ mỗi người đều thần thông quảng đại không phải phạm nhân chúng ta có thể suy xét đâu thiết trụ trong lòng mơ hồ đối với tiền nhân có một tia hiếu kỳ phụ thân của thiết trụ kích động đứng dậy kéo mẹ thiết trụ hướng về trung niên hán tử quỳ xuống trung niên hán tử vội vàng đem bọn họ nâng dậy thanh khẩn nói nhị ca Ngươi làm cái gì vậy Mẹ ta chết sớm Nếu không phải nhịn đường thì còn bé chiếu cố cho ta Ta cũng không có khả năng có được ngày hôm nay Thiết trụ là điệt nhi của ta Ta phải làm như vậy chứ Phụ thần của thiết trụ cảm động tới rơi lệ Vỗ vỗ thật mạnh vào vai trung niên hán tử Cật gật đầu Sau đó thần sắc nghiêm nghị Đối với thiết trụ nói Vương lâm Ngươi phải nhớ cho kỹ Về sau bất luận như thế nào Cũng không được quên tứ thúc của ngươi có ân huệ đối với cả nhà chúng ta nếu không ta sẽ không có đứa con như người đâu nội tâm của thiết trụ run lên hắn mặc dù đối với tiền nhân vẫn còn là mơ hồ nhưng từ trong biểu tình của cha mẹ có thể nhìn thấy bọn họ đối với việc này cực kỳ xem trọng vì thế quỷ gối trước mặt tứ thúc dập đầu vài cái thật mạnh trung điện hắn tự kéo thiết trụ tán thưởng mà nói hảo hài tử người mấy ngày nay thu thập một chút đi ta cuối tháng sẽ tới đón người tối hôm ấy thiết trụ sớm đã đi ngủ bên tai còn có thể nghe được thanh âm của phụ thân cùng tứ thúc trong sân phụ thân hắn hôm nay thật cao hứng người rất ít khi uống rượu nói cái gì cũng phải cùng tứ thúc uống thêm mấy chén tiền nhân ư suốt cuộc là cái gì nội tâm của thiết trụ thực là hưng phấn hắn tâm linh trẻ thơ mơ hồ biết rằng này chính là một cái cơ hội của mình một cái cơ hội có thể đi đến thế giới bên ngoài. Buổi sớm ngày hôm sau, tư thúc rời đi. Phụ mẫu của thiết trụ kéo hắn một mạch đến cửa thôn thừa tiễn. Ở trên đường quay trở về, Tiết trụ nhìn thấy rất rõ, phụ thân tự hồ thoáng cái trẻ ra rất nhiều. Ánh mắt nhìn về phía hắn cũng ngập tràn hy vọng. Lại ánh mắt kỳ vọng này phải so với trước kia khi bảo hắn đi thi kỳ thi huyện ngừng trọng hơn rất nhiều. Bên trong tiểu sơn thôn, căn bản không có bí mật có thể giấu. Ngay cả một con chó sinh ra vài con chó con cũng có thể ở trong nháy mắt truyền khắp toàn thôn. Rất nhanh mọi người toàn thôn từ trong miệng mẫu thân của thiết trụ đã biết được tin tức này, rồi nổi thăm hỏi. Ánh mắt của mỗi người nhìn về phía thiết trụ cũng đều bất động, có hâm mộ cùng với ghen tị. Vương gia sinh ra đứa con tốt đây, người ta được hằng nhạc phái thu lập đệ tử kìa thiết chủ cái đứa nhỏ này ta nhìn hắn từ nhỏ đến lớn lên cái đứa nhỏ này từ nhỏ đã thông minh lần này đã trở thành đệ tử hằng nhạc phái về sau chắc chắn là tiền đồ rộng mở rồi thiết trụ có bản lĩnh về sau có tiền đồ rồi cũng đừng quên thốn chúng ta nhiều hơn trở về hỏi thăm đấy những lời nói này như thế dồn dập rơi vào trong tay thiết trụ, dần dần nói hắn đã muốn trở thành hằng nhạc phái đệ tử bình thường cha mẹ mỗi lần nghe được đều cười không ngậm miệng được nếp nhăn trên mặt tựa hồ cũng đã vơi đi nhiều mỗi khi thiết chủ một mình đi lại trong thôn tất cả thôn dân nhìn thấy hắn đều nhiệt tình lôi kéo hắn hỏi tới hỏi lui cũng có lắm người thậm chí đem hắn đến trước mặt trả con đem thiết trụ trở thành tấm gương sáng dạy bảo một phen nửa tháng thời gian cứ thế qua đi tin tức thiết trụ trở thành đệ tử hàng nhạc phái nhanh chóng truyền ra thôn dân tám thôn xung quanh mười dặm đều lục tục đến đây chúc mừng bọn họ mục đích chủ yếu là nhìn xem thiết trụ một lần mỗi người khi đến cũng đều chuẩn bị lễ vật phụ mẫu của thiết trụ từ chối không xong cũng đành phải nhận lấy bất quá khi những người này rời đi bọn họ đều đã chuẩn bị một phần đáp lễ thật lớn dựa theo lời của cha thiết trụ nói oan gì chúng ta về sau đã là tiên nhân cao cao tại thượng không thể làm cho hắn kiếm hạ tiệt nhiều khoản nhân tình như vậy. Tất cả thôn dân tới chơi, ta đều thay hắn đáp lễ. Lúc này tộc nhân phương thị gia tộc cũng dần dần biết chuyện đạo tứ, đem danh ngạch của con mình tặng cho thiết chủ, đều lục tục đến đây chúc mừng. Đối với tộc nhân của gia tộc mình, phụ thân của thiết chủ cực kỳ chú trọng. Trong những người này, có rất nhiều người là trước đây xem thường hắn, hơn một nửa nhiều năm trước đem hắn bước ra khỏi gia tộc hiện tại một đám người này tiến đến nhà hắn, làm cho hắn lập tức cảm giác nghẹn quất nhiều năm, biến mất hoàn toàn. Hắn cùng mẹ của thiết chủ thương lượng một chút, chuẩn bị một phen chiêu đãi thật tốt. Vì thế tiêu một cái giá tiền cao, thỉnh tiên sinh dạy học trong thôn viết thiệp mời, đưa đến trong tộc. Tiên sinh dạy học nói kiểu gì cũng không nhận tiền, nhưng là yêu cầu thiết chủ phải thừa nhận. Hắn từ nhỏ đã theo tại nơi này, theo hắn đọc sách. Tới việc này, thiết trụ cũng không nói gì đây vốn là sự thật mà thiệp mời sau khi đưa đến phần lớn thân thích trong vương thị gia tộc đều đến chúc mừng bởi vì người đến nhiều lắm cha của thiết trụ đem địa điểm chiêu đãi tiền chọn ở quảng trường trung tâm thôn bày ra mấy trăm bàn tiệc rượu cư dân thôn tự động giúp đỡ chiêu đãi nói chuyện với nhau là lúc thiết trụ bị tán thưởng có chuyện tốt khích lệ không ngừng về phần cha của thiết trụ lại mang theo vợ của mình cùng đứa con tự mình ra cửa mà nghênh đón khách nhân vì thiết trụ mà giới thiệu từng cái thân phận của khách nhân một đây là tam tổ phụ của ngươi lúc trước cha trời đi khỏi gia tộc tam tổ phụ ngươi âm thầm giúp đỡ không ít thiết trụ à ngươi về sau phải nhớ báo đáp đấy thiết trụ phụ thân của hắn dìu một cái lão nhân tóc bạc trắng nói với phương lâm thiết trụ vội vàng nhu thuận đồng ý Lão nhân nhìn thiết trụ cảm khái nói Lão nhị à Thời gian trôi qua thật mau Con của người đều lớn như vậy rồi Con của người Cái đứa con này thật tốt đấy So với người thật là có tiền đồ đấy Chắc của thiết trụ về mặt ửng hồng cười mà nói Tam tổ phụ Thiết trụ cái đứa nhỏ này từ nhỏ đã thông minh Xác định là so với ta cường đại hơn Ngày đi chậm một chút Mẹ nó à Qua dự tam tổ phụ đi mẹ của thiết trụ vội vàng tiến lên nâng lão nhân gia đi về phía yết hội lúc lão nhân gia đi rồi cha của thiết trụ mới hừ một tiếng nói với thiết trụ nói cái lão già hòa này lúc trước nhìn thấy cha người là trướng mắt lắm không phải muốn đem ta bước đi sao hiện tại thiết trụ người có tiền đồ rồi lại đến đây mà chúc mừng cái thần thích này à chính là như vậy đấy thiết trụ ngây thơ gật gật đầu hỏi lại cha ơi tứ thúc hôm nay có đến không phụ thần của thiết chủ lắc lắc đầu nói tứ thúc của ngươi cho người truyền tin đến hắn ở bên ngoài cũng chưa có về chờ gần cuối tháng khi đó hắn mới có thể về được lúc này lại có xe ngựa đi vội đến ở cửa thôn dừng lại sau khi đi ra một lão già hơn 50 tuổi hắn nhìn phụ thân của thiết trụ than nhẹ một tiếng nói lão nhị chúc mừng ngươi cha của thiết trụ sắc mặt phức tạp xong một hồi mới nói đại ca lão giả ánh mắt đảo qua một cái nhìn thiết trụ mỉm cười nói lão nhị đây là tiểu tử của nhà ngươi à đúng là không sai lần này nói không chừng thật có thể bị tuyển trúng đấy phụ thân của thiết trụ nhớ mày sau đó giãn chân mày ra nói cái đứa nhỏ thiết trụ này không có ưu điểm gì chính là có một chút thông minh thôi nguyện ý chịu đọc sách lần này xác định là sẽ bị tuyển trúng mà chuyện này cũng không nhất định đâu môn phái của tiên nhân chiêu thu đệ tử yêu cầu phi thường nghiêm khắc coi trọng có tiền duyên hay là không ta thấy tiểu tưởng này ngu dốt xì đần đi cũng là phí công thôi một thanh âm kêu căng ngạo mạn từ từ truyền đến theo trên xe ngựa đi xuống một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi thiếu niên này tướng mạo tuấn tú mày kiếm mắt sáng mặt như quan ngọc ánh mắt lộ ra vẻ kinh biệt phụ thân của thiết trụ trợn mắt nhìn vương đâm lại liếc mắt nhìn đối phương một cái thật sâu không nói thêm gì Lão già kia sắc mặt nghiêm túc, quát lớn. "Vương trác, như thế nào lại không có lễ phép như vậy? Đây là nhị thúc của ngươi, còn đây là đệ đệ của ngươi vương lâm, còn không chào đi. Nói xong, hắn điển hướng phụ thần thiết trụ nói. Quyền tử nói chuyện khó nghe, lão nhị người đừng để ý nhá, bật quá. Nói đến đây, hắn chuyển đề tài lại nói. Bật quá lão nhị à, Tiền nhân chiêu thu đổ đệ, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy đâu. Cần chú ý duyên phận. Lần này, là hàng nhạc phái đạo hư thượng tiên coi trọng quyền tử thế nên mới đối với vương thị gia tộc chúng ta cảm thấy hứng thú cấp cho bà cái danh ngạch bao gồm cả quyền tử ở bên trong phụ thân của thế trụ hừ một tiếng rồi nói hoa nhi nhà cười đều có thể được hoa nhi nhà ta nhất định cũng sẽ được tuyển chọn thôi thiếu niên nhạo báng, căn bản đã không để ý đảo giả kiện trách miệt thị nói người chính là nhị thúc hả ta khuyên người vẫn là đừng nghĩ ông trời phù hộ đi. Tù tiên cơ chế nói trong vạn người mới có một người không sai biệt lắm. Tiểu tướng ngốc này không có khả năng so với bổn thiếu gia ta. Bổn thiếu gia ta đã được nội bộ chỉ định đệ tử tiên sư. Hắn có thể so sánh với ta chắc. Trên mặt lão già, đầy vẻ đắc ý, chợt quét lên rồi biến mất. là của trách thêm vài câu lấy lệ. Hướng phụ thần của thiết trụ ôm quyền thi lễ, mang theo thiếu niên kia đi về phía yến hội. Thiết trụ à, không nên tạo áp lực làm gì. Nếu thực sự không được tuyển chọn cũng không sao. Sang năm tham gia kỳ thi huyện cũng giống nhau thôi. Cha của thiết trụ nghẹn bột khí nửa ngày trời. Sau một hồi mới chậm rãi thở ra, lời nói ra thật là thành khẩn. Ánh mắt của Vương tâm kiên định thấp giọng nói. Cha, người yên tâm đi, con nhất định có thể được tuyển chọn. Cha của thiết trụ vẫn ôn hòa, vỗ vỗ bả vai con trai mình. Trong ánh mắt đổ ra một vẻ kỳ vọng lại tiếp tục nghênh đón không ít khách nhân cha của thiết trụ cuối cùng mang theo hoán trở lại trong yến hội lúc này khách khứa đến rất đông không khí phi thường náo nhiệt mọi người chúc mừng lẫn nhau rộn ràng nhốn nháo các vị thân thích trong gia tộc các hương thân phụ lão trong thôn vương thiên thủy không có học vấn gì sẽ không biết nói lời gì nhiều nhưng là ta hôm nay thật vui mừng cao hứng con của nhà ta lần này có cơ hội được hàng nhạc phái tuyển chọn làm đệ tử là chuyện cả đời này ta cao hứng nhất, ta cũng không nói nhiều nữa. cảm tạ ơn các vị đến nơi này của ta mà chúc mừng một lời, cảm ơn cảm ơn. Chắc của tiết trụ lớn tiếng nói xong, bừng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. lão nhị, oan nhiêu nhà ngươi từ nhỏ đã thông minh lanh lợi nhất định có thể được chọn. cùng phương trác cái đứa nhỏ kia cũng giống nhau, trở thành tiền nhân đấy. nhị ca, người có thiết trụ làm con của ngươi đời này xem như sống không uổng phí, về sau chờ hưởng phúc là được rồi. Thiết trụ à, phải tranh phần hơn cho cha của ngươi, lần này bất luận như thế nào cũng phải tiến vào hàng nhạc phái. Không khí trong đốc nhất thời rất là sôi nổi, tiếng chúc mừng nổi lên bốn phía. Bất quá trong lòng, cũng có rất nhiều người ôm tâm tư xem náo nhiệt, tình như phụ thần vườn trác chính là như vậy. Hắn ở ngoài mặt thì đã chúc mừng, nhưng trong lòng từ trước đến nay đều xem thường nhị đệ này của hắn với nhị tử của hắn lại càng như vậy. Hắn nhìn con của mình lại nhìn nhìn qua thiết trụ, trong lòng rất không đồng tình. Thầm nghĩ lão tư lần này đem danh ngạch cho đi, mặc dù ra ngoài dự đoán của mình, nhưng chỉ cần những tiền nhân kia không phải mù, liền không thể tuyển chọn thiết trụ. Nhân sinh trăm cảnh, nơi đây mọi người có thể thấy được từng cảnh. Phụ thân thiết trụ tôi kéo thiết trụ, lần được đến từng bàn kính rượu, vì hắn giới thiệu một cái là một cái thân thích xa xa. Ngày hôm ấy, phụ thân của thiết chủ uống rất nhiều rượu. Hắn chưa từng có nở mày nở mặt như hôm nay. Mãi cho đến tận khuya, thân thích lần lượt rời đi. Lúc gần đi, cái tên thiếu niên tên vườn trác vẫn như cũ là bộ biểu tình xem thường kia. Thật dịp mọi người không chú ý, thiết trụ bên tai nhẹ giọng nói. Tiểu tưởng ngốc, người sẽ không được chọn đâu, được không băng miếng thức ăn giả súc. Nói xong, hắn cười khinh miệt đi theo phụ thân rời đi về đến nhà thiết trụ nằm ở trên giường trong lòng âm thầm quyết định bất luận như thế nào cũng phải được tuyển chọn vào hàng hà phái thế rồi nửa tháng cứ thế trôi đi ngày hôm ấy tư thúc thiết trụ đi xe ngựa đến đây cha mẹ của thiết trụ vội vàng nghênh đón hắn vào trong phòng trung niên hắn từ kia rửa mặt rồi vội vàng nói nhị ca nhị tẩu lần này không thể ở lại thời gian dài Ta đến đón thiết trụ lập tức rời đi Sáng sớm ngày mai Hàng nhạc phái sẽ tới đón người đấy Phụ thân của thiết trụ ngẩn ra Trên mặt lộ ra một tia không muốn Quyết đoán nói Đi thiết trụ Đi theo thứ thúc của ngươi đi thôi Người nếu đã được chọn vào hàng nhạc phái Thì không được kêu căng Nếu như nếu như không được tuyển chọn Cũng không cần phải mang bất kỳ trách nhiệm nào Cứ về nhà là được Thiết trụ không nỡ nhìn cha mẹ đau lòng Cật cật đầu thật mạnh Mẹ hắn từ trong phòng đem ra một cái bọc yêu thương nói. Thiết trụ à, đi ra ngoài phải nghe lời tứ thúc đấy, không được gây chuyện. Bên ngoài không thể so với trong nhà, gặp chuyện thì nhẫn nhịn một chút. Mẹ chuẩn bị cho con vài bộ quần áo mới, còn có khoai lang nướng con thích ăn nhất. Mẹ sẽ nhớ con lắm, nếu không được tuyển chọn, con cứ về nhà với mẹ. Mẹ thiết trụ nói xong, nước mắt liền chảy tui. Thiết trụ từ nhỏ đến lớn đều chưa từng đi ra khỏi thôn. Lần này là lần đầu tiên hắn rời thôn. Tứ thúc ở một bên cảm động nói, Thiệt chủ à, phải tranh phần hơn cho cha mẹ của ngươi, nhất định phải được chọn vào. Nhị ca nhị tàu, trong gia tộc vài ngày sau sẽ có bữa tiệc lớn để chúc mừng. Hôm nay vội quá, ta sáng sớm mai mới tới đón các ngươi cùng nhau đi qua. Gia tộc, bà cái oa nhi bị đề cử đi lên, khi đó sẽ có kết quả rồi. Nói xong, Hắn vội vàng kéo thiết trụ lên xe ngựa, đánh lên xe ngựa một roi, nghênh ngang mà đi. Cha mẹ của thiết trụ vẫn nhìn xe ngựa nhanh chóng biến mất, lệ rơi đầy mặt. Chà nó à, thiết trụ cho tới bây giờ chưa từng rời đi, rời khỏi chúng ta. Đần này hắn đi ra ngoài có thể bị khi dễ không? Mẹ của thiết trụ cắn môi dưới, ánh mắt lộ ra không muốn. Con của chúng ta trưởng thành rồi, nó tự có phúc khí của nó. Cha của thiết trụ cầm lấy tàu hút thuốc, hút một ngụm thật sâu. Nếp nhăn trên mặt lập tức nhiều thêm không ít. Xe ngựa rong ruổi rất nhanh trên con đường nhỏ. Vương Lâm thân mình lắc lư lên xuống theo cây hố trên mặt đất. Hắn ôm cái bọc trong ngực, trong lòng thoải mái, mang theo kỳ vọng của cha mẹ đối với hắn, rời khỏi sơn thôn sinh sống suốt 15 năm. Nơi đây cách thị trấn một khoảng lộ trình không ngắn. Vương Lâm cứ thế dần tiếp đi, cũng không biết trải qua bao lâu hắn bị người ta nhẹ nhàng thúc đẩy vừa mở mắt thấy Quân mặt tứ thúc mang theo nét mỉm cười nhìn hắn trêu chọc nói thiết trụ à lần đầu tiên rời gia đình có cái gì cảm tưởng không vương đâm nhận thấy xe ngựa đã dừng lại rồi cười ngây ngô mà nói cũng không có cảm tưởng gì chỉ là có một chút sợ hãi không biết có thể được tiên nhân thu nhận hay không ạ à? tứ thúc kia ha ha cười vỗ vỗ bả vai của thiết trụ nói Thôi được rồi, đừng có nghĩ nhiều như vậy. Đã đến nơi rồi đấy. Đây là nhà của tứ thúc ngươi. Ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi đi. Chờ buổi sáng, ta mang ngươi đi đến gia tộc của chúng ta. Sau khi xuống khỏi xe ngựa, hiện ra trước mặt Vương Lâm là một phiến nhà ngói. Đi theo tứ thúc đi vào một gian phòng. Vương Lâm ngồi ở trên giường, làm như thế nào cũng không có buồn ngủ. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh và lời nói của cha mẹ hắn, hương thần thần thích trong làng cùng trong lòng than nhẹ. Đối với ý niệm đừng tiên nhân thu làm đệ tử thật là quá nặng nề. Thời gian cơ thế từng giờ qua đi. Trường một hồi sắc trời dần sáng. Mặt trời từ từ mọc lên. Vương Lâm mặc dù một đêm không thể nào nghỉ ngơi nhưng tinh thần lại rất sung mãn. Mang theo một chút thấp thỏm. Hắn theo tứ thúc đi tới tòa nhà lớn của vương thị gia tộc. Đây là Vương Lâm lần đầu tiên nhìn thấy cái nhà lớn như vậy. Nhìn hoa cả mắt Tư thúc vừa đi vừa thở Thiệt trụ à Lần đánh nhất định phải tranh phần cho cha của ngươi Nhưng đừng để bọn thần thích chế cười đấy Vương đâm trong lòng càng thêm khẩn trương Cắn chặt môi dưới Gật mạnh đầu Chừng một lúc sau Tư thúc đem hắn đi đến chính giữa sân rộng trong tòa nhà Đại ca cha của thiết trụ Cái đạo giả kia đứng ở trong sân Sau khi nhìn thấy thiết trụ gật nhẹ đầu nói Thiết trụ Một đàn đưa tiền nhân sẽ đến đây nhưng ngươi đừng có ngạc nhiên. Hết thảy mọi việc liền đi theo ca ca của ngươi vương trác mà học tập. Anh làm thế nào thì ngươi làm nên như vậy, hiểu rõ chưa? Mấy chữ cuối cùng, ngữ khí của lão giả thật là nghiêm khắc. Vương đâm trầm mặc không nói. Vừa thấy mọi người nơi đây, phát hiện trừ vương trác còn có một thiếu niên. Thiếu niên này làn da hơi đen, trông khỏe mạnh kháu khỉnh. Trong mắt lại lộ ra một tia lanh lợi. Đội y căng phòng, hình như đang thăm dò cái gì đó hắn nhìn thấy thiết trụ ở phía mình hướng về phía hắn là một cái mặt quỷ đã chạy tới hỏi người chính là thiết trụ ca nhà nhị thúc sao ta là vương hạo vương lâm cười khẽ gật gật đầu lão già nhìn thấy thiết trụ tự nhiên không để ý tới mình đáy lòng buồn bực mang ý muốn khiển trách đúng lúc này bỗng nhiên một đám mây trên bầu trời lay động một đạo kiếm quang thiểm điện phá không mà đến sau khi kiếm quang tiêu tán trên mặt đất một bạch y thanh niên đang đứng thẳng người thanh niên đó có ánh mắt lấp lánh hữu thần tản mát ra khí chất phiêu giật bất phàm thần thái của hắn băng lãnh ánh mắt dừng ở trên người thiết trụ cùng ba tên tiêu niên quét qua nhất là ở trên người thiếu niên lanh đợi trên người có chỗ căng phòng liếc mắt âm thanh lạnh lùng nói vương gia ba danh ngạch là bọn họ sao đây đây là tiên nhân sao giữa một cái liếc mắt của đối phương vương đâm chỉ cảm thấy cơ thể chợt lạnh trái tim chỉ không ngừng kinh hoàng khuôn mặt nhỏ nhắn không còn vệt máu ngơ ngác nhìn đối phương lại nhìn cái thiếu niên có vẻ hơi lành lợi kia hai tay vẫn là đặt ở trên quần cùng kính lễ phép ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt chỉ có vương trác thở ơ liếc mắt nhìn đối phương một cái trong lỗ mũi hư nhẹ một tiếng chả của vương trác vội vàng tiến lên vẻ mặt cực kỳ cung kính sợ hãi cả kinh đói thượng tiên ba người này đúng là tộc nhân đệ tử của vương gia đề cử thanh niên kia gật đầu không kiên nhẫn nói ai là vương trác lão già trên mặt vui vẻ vội vàng lôi kéo vương trác nói thượng tiên đây là quyền tử tên là vương trác ạ à? thanh niên kia lướt mắt nhìn vương trác một cái thật sâu sắc mặt dần bình thường gật đầu nói vương sư đệ quả nhiên là một cái nhân tài khó tranh có thể được đạo hư sử thúc nhìn trúng. Vương Trác đắc ý nhìn thiết trụ cùng thiếu niên lanh lợi kia, kiêu ngạo nói. Đó là tự nhiên, bản thiếu gia có tu tiền linh căn, đạo hư tiền nhân đúng là khen ngợi không ngừng. Thanh niên kia chật nhớ mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra, cười như không cười nhìn Vương Trác một cái, vùng tay áo một vòng, mang theo bà thiếu niên đằng vân giá vũ, hóa thành cầu vồng trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tư Thúc ngẩng đầu nhìn bầu trời, thì thao lẩm bẩm nói: Thiết trụ à, nhất định phải được tuyển chọn nhé. Vương Đâm cảm giác thân bình nhẹ đi, trận gió kịch liệt thổi trên mặt làm giá hắn đau nhức. Nhìn kỹ lại, hắn lập tức khiếp sợ phát hiện mình tự nhiên bị người ta kẹp dưới bền nách, đang ở không trung phi hành nhanh về phía trước. Trên mặt đất thôn trang biến thành một đám điểm đen như một bàn tay lớn hướng về phía sau di động rất nhanh. Cứ như vậy một lát, con mắt của hắn cũng đã bị làm gió thổi đỏ bừng, nước mắt ào ào chảy xuôi. Ba người các ngươi không muốn bị mù mắt phải thì nhắm mắt lại. Thanh âm của thanh niên lạnh như băng chuyển đến. Vương đâm trong lòng run lên, vội vàng nhắm hai mắt lại, không dám tiếp tục nhìn nữa. Trong lòng đối với việc tu tiên càng thêm mong đợi. Không lâu sau, Vương đâm có thể cảm giác được thanh niên kia có chút thở dốc, tốc độ cũng rõ ràng chậm lại. Tiếp theo liền thấy hoa mắt. Thành niên kia cấp tốc hạ xuống. Ở khoảnh khắc trời xuống đất, Thành niên kia buông cánh tay ra. Bà thiêu niên té trên mặt đất. Cũng may lực đạo té xuống không lớn. Ba người vội vàng bỏ lên. Hiện ra, ở trước mặt vương lâm, là một chỗ tựa như tiên cảnh thế ngoại đảo nguyên, non xanh nước biếc, điều ngữ hoa hương. Ngày phía trước, một tòa sơn phong cao vút trong bầy, tiền nhàm cạnh tú mây mù lượn lờ nhìn không rõ diện mạo khi thì truyền đến một hai tiếng thú kêu một cái thềm đá đường mòn vặn vẹo dòng ngọn núi uốn lượn mà thành giống như đứng giữa bức tranh phong cảnh sơn bình thủy tú một loại cảm giác cách thế khoan thai và giống xa xa hướng về phía trước nhìn lại trên đỉnh sơn phong có tòa đại điện tiếng nói là bị mây mù che lấp nhưng từng trận thất thải quang hoa lóe ra làm cho người ta vừa thấy không khỏi mọc lên ý niệm cúng bái bên cạnh đại điện một cái cầu đá dài liên tục xuất hiện mà phẳng phất như là trăng rằm kéo dài tới bên trong mây mù hư vô cùng một tòa sơn phong khác tường liệt danh làm thắng cảnh như vậy tự nhiên chính là nơi tọa lạc của hằng nhạc phái Hàng nhạc phái là một trong số không nhiều lắm tù chân bồn phái của triệu quốc năm trăm năm trước từng một lần thống lĩnh toàn bộ tu trần giới triệu quốc, có được mấy vị nguyên anh kỳ lão quái, phong quang vô hạn. Đáng tiếc là theo thời gian trôi qua, trung gian trải qua vô số tràng biến cố. Cho đến ngày nay, thường thiên đại phái này ngày trước đã muốn suy thoái đến mức chỉ có thể miễn cưỡng ở tu trần giới đứng vững gót chân. Nhưng mà mặc dù như vậy, hàng nhạc phái đối với phạm nhân trong vòng vạn dặm xung quanh mà nói, như cũ vẫn là mong muốn mà không thể thành. Trường sư đệ, Bằng cái thiếu niên này chính là do vương gia đề cử đến. Một cái trung niên nhân mặc hắc y, mang theo một tia khí tiền phong đạo cốt, từ trong sân phong hạ xuống, nhẹ nhàng mà tới. Thành niên trên mặt lộ ra vẻ cung kính nói, Tạm sư huynh, Bằng người này đúng là do vương gia đề cử. Trung niên nhân kia ánh mắt đảo qua, ở trên người phương trác nhìn đi nhìn lại vài lần, lại cười nói, Trường bốn biết người tu luyện đến chỗ thèn chốt để cho ta tới tiến hành trắc tích lần này người đi tu luyện đi thanh niên kia đồng ý thân thể vừa động theo đường hoàn sơn phong trong chớp mắt liền biến mất vô ảnh vô tung vương đầm ngớ ngác nhìn trước mắt một màn như vậy cảm xúc chợt sôi trào hắn bỗng cảm thấy có nhân y kéo y phục của mình quay đầu vừa nhìn đúng là thiếu niên có vẻ mặt lanh lợi kia vương đầm ngớ ngác nhìn trước mắt một màn như vậy cảm xúc trong người sôi trào bỗng cảm thấy có người kéo áo mình quay đầu vừa nhìn đúng là vì thiếu niên có vẻ mặt lanh đợi kia thiếu niên ấy trong mắt vẻ cuồng nhiệt càng đậm thấp giọng nói đây là nơi tiên nhân cư trú mụ nội nó vương hảo hắn đó cái gì đã được lựa chọn chứ nói xong hắn sờ sờn đội y căng phòng của mình bản thân của hắn dường như cũng khá bất ngờ với nơi đây vương Trang đối với cảnh tượng trước mắt cũng là tại chỗ giật mình một cái sau một hồi tinh thần mới thả lỏng ra trong lòng ngạo khí bất giác thù liễm đi vài phần lúc này lại có vài đạo trường hồng kiếm quang tới gần sau khi từng đạo kiếm quang tiêu tan đệ tử hàng nhạc phái đều đã xuất hiện ở bên người bọn họ cũng không ngoại đệ mang theo vài cái thiếu niên 15-16 tuổi nhưng người này nam có nữ có ở khoảnh khắc hạ xuống cũng đều đà như vương lâm ba người ngơ ngác nhìn cảnh vật trước mắt trên mặt biểu tình không giống nhau. Đệ tử hàng nhạc phái mang mọi người nơi này đứng rải rác cách đó không xa. Cùng nhau nói chuyện với nhau, đánh giá những thiêu niên mới đến này. Lần đệ một hồi, cuối cùng tất cả thiêu niên được đề cử đều tệ đề tụ ở đây. Lúc này trung niên nhân hắc y nhìn đất qua mọi người, thành gầm không chứa bất cứ cảm tình nào nói. Bên trong số các người, chỉ có cực ít vài người sẽ được tuyển chọn và trở thành đệ tử hàng nhạc phái chúng ta thôi. Chúng thiếu niên sợ hãi và kinh sợ sau khi nghe được. Trong lòng Vương Lâm lại thấp thỏm lo âu. Hắn đã đếm được, chắc thí tổng cộng có 48 người. tu tiên, quan trọng nhất là thiên tư. Tiếp đến là hạng chắc thí thứ nhất, chính là xem các ngươi linh căn có đầy đủ không. Hiện tại, ta gọi đến tên ai, người đó đi ra trước mặt ta. Trung niên nhân trên mặt không chút thay đổi, tùy ý khỏi một thiếu niên. Thiếu niên kia hai chân khẽ run, thận cẩn thận tiến đến. Tay của trung niên nhân đặt trên đỉnh đầu thiếu niên, thản nhiên nói, không hợp cách, qua bên trái đứng đi. Thiếu niên kia hình như lập tức mất đi tất cả khí lực, vẻ mặt ảm đạm, trên mắt mang theo vẻ mờ mịt đi đến bên trái, trầm mặc không nói gì. Tiếp theo, lại một thiếu niên bị điểm trúng, thấp thỏm lo lắng tiến lên, không hợp cách không hợp cách, không hợp cách. Liên tục là 10 người không hợp cách, thế nhưng bên phải trung niên nhân đến bây giờ vẫn chưa có người nào. Đến lượt vương trác bị gọi tên, trên mặt hắn ngạo khí thù hết, sắc mặt có chút tái nhợt đi lên phía trước. Trung niên nhân sau khi đặt tay ở trên đầu vương trác, bỗng nhìn sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng, ngữ khí ôn hòa nói. Người tên là gì? Vương trác vội vàng cung kính đáp. Hội bẩm thượng tiên, tiểu tử tên là Vương Trác. Trung niên nhân gật đầu cười nói, thì đăng cơ chính là Vương Trác, đạo hư sư thúc từng nhắc đến. Phải rồi, đến bên phải đứng đi. Vương Trác mừng rỡ, ở trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, đi về phía bên phải trung niên nhân. Trong ánh mắt ngạo khí lại hiện ra, khinh miệt nhìn mọi người, vẻ mặt ngông cuồng và tự đại. Bà mẹ nó, hắn đúng là chó ngáp phải rồi. Vương Hạo miễu môi, hướng Vương Lâm thấp giọng nói. Vương Lâm trong lòng càng thêm khẩn trương. Trước mắt hắn hiện lên ánh mắt kỳ vọng của phụ mẫu, nắm chặt nắm tay. Không sai, người cũng đi qua bên phải đứng đi. Thanh âm kinh hỉ của trung điên Nhân chuyển đến, ở trước mặt hắn là một cô gái. Thời gian trôi qua không đâu, đại bộ phận thiếu niên đều được trắc thi hết. Có thể đứng ở bên phải trung điên nhân chỉ có hai người. Kế tiếp, Vương Hạo bị gọi tên. Vương Hạo một mạch chạy tới, đứng ở trước mặt trung điên nhân không đợi đối phương trắc nghiệm Đập tức quỳ trên mặt đất dập đầu vài cái thật mạnh lớn tiếng nói thượng tiên tiền phúc vĩnh hưởng thọ cùng trời đất tiểu tử vương hạo ngài chắc tiếng nhiều người như vậy nhất định rất vất vả nếu không ngài nghỉ ngơi một hồi đi ta không vội đâu không có việc gì đâu trung điên nhân kia không nhịn được cười chắc tiếng nhiều người như vậy cũng đều là vẻ mặt khẩn trương chỉ có trường thiêu niên khỏe mạnh kháu khỉnh trước mắt này là lành lợi nhất tự nhiên còn biết tầng bốc nịnh nọt có mục đích. Tay đặt ở trên đầu Phương Hảo, hắn lắc lắc đầu nói, từ chất kém một chút, không. vương Hảo vừa nghe nói từ chất mình không được, trong lòng lập tức như ngã xuống sờn cốc. Không đợi đối phương nói xong, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc, hai tay nâng lên lành lợi nói, Ê chà, thượng tiên, đây là gia phụ ở trong núi được đến, thử đập nhiều lần không không vỡ được tiểu tử đặc biệt từ trong nhà mang đến đây hiến cho thượng tiên ngài xem có tác dụng gì không trung điền nhân kia lắc đầu cười khẽ đặc muốn cự tuyệt món này nhưng đã mắt qua hộp ngọc bỗng nhiên đồng tử chợt co lại nắm lên nhìn kỹ nhất thời mặt lộ ra vẻ vô cùng vui mừng nói không sai tự nhiên là một gốc cây linh chi có 300 năm tuổi thọ xem hộp ngọc này bộ sáng như vậy đúng là bị người tu chân phong ấn ở bên trong Khó trách phụ thần người đập mãi không vỡ hộp. Ngữ khí của hắn ngừng một chút thoáng trầm ngâm, lại cười nói. Bên cạnh ta đang thiếu một tiểu đồng luyện đan, ta thấy người có vẻ thông minh, người có đồng ý làm tiểu đồng luyện đan của ta không? Vương Hạo lập tức kinh hỉ đứng dậy, thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, làm cho hắn kích động không thôi, lớn tiếng nói. Dạ dạ dạ, nguyện ý, nguyện ý, thượng tiên, ta nguyện ý ạ. Trung niên nhân kia gật đầu mỉm cười nói, làm dược đồng của ta ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Có thể cùng với đám đệ tử nội môn tu luyện một loại tiên thuật. Người đứng ở bên phải đi. Vương Hảo trong lòng hưng phấn, chạy đến bên phải, dường dường đắc ý trừng mắt nhìn Vương Trác một cái. Tất cả những người thất bại cũng đều mặt lộ ra vẻ tỉnh táo, một đám ôm đầu thất vọng. Thậm chí có người đã rơi lệ đầy mặt, khóc lóc không ngừng. Trong liên nhân nhướng mày quát, kẻ khóc cái gì chứ, trực tiếp đưa đi. Đứng ở cách đó không xa, đệ tử hàng nhạc phái lập tức đi qua mấy người, nắm lên vài kẻ đang khóc, thở đạp kiếm quăng, nhanh chóng biến mất. Trung đình nhân tùy tay chỉ một cái, điểm trúng mặt Vương Lâm. Vương Lâm hít thở thật sâu, vạn phần khẩn trương đi đến bên người Trung Điền Nhân. Trong đầu hắn trống rỗng, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện. Trước mắt không nhịn được hồi tưởng lại ánh mắt kỳ vọng của cha mẹ hắn. Ta nhất định có thể được tuyển chọn mà. Vương Lâm kiên định nghĩ đến, Tay của đối phương nhấn một cái, mặt không chút thay đổi, phun ra ba chữ, làm cho Vương Lâm rời xuống hầm băng. Không hợp cách. Vương Lâm không biết chính mình là đi như thế nào đến trong đội ngũ bên phải. Hắn chỉ cảm thấy giống như sấm sát rầm rầm vang lên bên tai. Ba chữ kia vẫn cứ lượn lờ lợ quanh quẩn lên xuống. Chừng một hồi tất cả mọi người được trắc tí hết. Đứng ở bên phải chỉ có ba người. Ba người này ở trong mắt của người thất bại giống như một loại thiền trí kiêu tử cao lớn vô cùng. Vương Tráp lại kinh biệt nhìn Phương Lâm, trong mắt biểu lộ ý mỉa mai không thể nghi ngờ. Tù tiền tư chất tuy rằng trọng yếu, nhưng nghị lực lại càng quan trọng. Những thiêu niên như các người tư chất bình thường, nhưng nếu có đủ nghị lực, cũng đều có thể trở thành ký danh đệ tử. Cái hạng trắc thí thứ hai này chính là nghị lực. Trung đền nhân mặt không chút thay đổi, ngừng lại một chút rồi nói theo cầu thang nơi này đi lên. Người đi tới đỉnh tính là đủ tư cách. Nếu ngày thứ ba vẫn chưa hoàn thành, chính là kẻ thất bại. Kẻ thất bại từng người sẽ bị đuổi về gia tộc của các ngươi. Nếu nửa đường kiên trì không được, hoặc là gặp phải nguy hiểm, liền lớn tiếng la lên bỏ cuộc, tự động có người đem các người mang đi. Nói xong thì trung niên nhân mỉm cười, nhìn ba người bên phải nói. Các người theo ta đi gặp trưởng môn, đến lúc đó sẽ theo an bài của sư phụ Vương Hảo, người không được đi, theo ta đi đan phòng, làm quen một chút công việc. Trong điện nhân kia phân phó xong, liền mang theo ba cái thiền trì kiều tử bước lên sơn phòng, tiểu thất biệt tích không thấy đâu. Vương đâm thở xong một cái, ánh mắt kiên định, không chút do dự dẫm chân hướng thềm đá đi đến, tiến hành hạng trắc thế thứ hai, rèn luyện về nghị lực. Trừ ba cái thiền trì kiều tử, cùng với sáu cái khóc lóc thiếu niên bị đưa đi, còn lại tổng cộng 39 người. Trong số 39 người này, có người ôm đầu thất vọng, cũng có thể thần sắc kiên nghị, cũng có kẻ do dự sợ hãi. Trước sau không giống nhau, dần dần bước lên cầu thang đá. Thời gian đi lên của từng người cũng khác nhau. Thèm đá dốc đứng không bằng phẳng, hai bên lại có hiểm cảnh tiên biên, chỉ sơ suất một chút sẽ trượt chân rơi xuống dưới. Đi không đến nửa ngày, Vương Lâm liền cảm giác hai chân như buộc phải chỉ mồ hôi tuôn ra như mưa không khí trên cao không thể so với không khí ở dưới khó có thể cất bước lúc trước ở dưới chân núi nhìn qua thêm đá đường mòn này không dài nhưng thực tế đi ở trên đây mới phát hiện đường mòn này coi như không có cuối đường khiến cho người ta tự đánh lòng không khỏi sinh ra tư tưởng tuyệt vọng ở phía trước hắn có mười mấy thiếu niên thần thể cường tráng cũng đều thở hồng hộc chậm rãi bỏ lên trên cho đến tận bây giờ còn không có một người bỏ cuộc vương lâm cắn răng kiên trì hắn biết đây là một lần cơ hội cuối cùng của mình ánh mắt kỳ vọng của phụ mẫu vẫn quanh quẩn trong lòng đúng lúc này ở phía sau hắn một thiếu niên bỗng nhiên dưới chân run lên bước hụt chân thân thể từ một bên nhanh chóng rơi xuống ngay tức khắc tiếng thét hoảng sợ vang lên ta bỏ cuộc cứu mạng tất cả mọi người dừng chân lại không hẹn mà cùng nhìn hướng phía dưới nhìn xuống, chỉ thêm một đạo ánh sáng màu đèn lóe lên. Một đệ tử không biết theo địa phương nào lao ra, bắt lấy thần thiêu điền giữa không trung, thân hình nhẹ nhàng hạ xuống dưới chân núi. Vương Lâm sắc mặt tái nhợt, trầm mặc không nói. Thật cẩn thận tiếp tục hướng về phía trước mà bỏ đi. Thời gian cứ vội vã mà qua. Hai ngày sau, mười mấy thiếu điền phía trước hắn đã nhìn không thấy thân ảnh nữa. Vương Đâm không biết những đồng bạn này rốt cuộc có bao nhiêu người bỏ cuộc. Hắn chỉ biết là chính mình tuyệt đối không thể bỏ cuộc. Bất kể hai chân đã xuất huyết bao nhiêu, đau đớn như là kim châm, thường xuyên theo từ trong huyết phao chuyển đến. Nhưng hắn vẫn đang kiên trì, lấy tay leo lên phía trước. Đứa trẻ kiên cường, thế nhưng đại đạo vô tình phí công phí công thôi. Một tiếng thở dài lo lắng, từ đỉnh Sơn Phong rất xa mà tới, một trung tiền nhân sắc mặt vàng như đến thân mình khinh nhẹ nhàng xuống trên thềm đá ở trước mặt một đám thiếu niên bên người bay nhanh qua mặt mang cảm khái sau khi đi ngang qua bên người vương lâm trung tiền nhân kia dừng lại một chút trước mắt là một thanh niên thứ sáu hắn nhìn thấy như vậy nhưng tuyệt đối là một người thảm hại nhất toàn thân chảy đầy máu đầm đìa vô cùng quần áo đang muốn thấm đẫm máu tươi đầu gối ngón chân viết nhục lẫn lộn hoàn toàn chỉ dùng hai tay từng chút từng chút bỏ lên trung Điền nhân nhẹ nhàng than một tiếng hỏi đứa nhỏ này người tên là gì vẻ mặt của vương lâm đã muốn mơ hồ đi trong lòng hắn chỉ có một ý niệm cho dù chết cũng phải bỏ lên đỉnh núi đối. đối với câu hỏi của trung Điền nhân hắn căn bản là không có nghe được ở trong mắt của hắn trừ cái thềm đá đường ngoài này ra không còn cái gì khác Trung niên nhân nhìn chăm chú vào hai mắt của Vương Lâm. Đối với tâm điện kiên định của hắn có chút cảm động. Tay đặt ở trên đầu Vương Lâm nhấn một cái, sau đó lắc đầu lẩm bẩm. Nghị lực tuyệt hảo, đáng tiếc tư chất quá mức bình thường, vô duyên, vô duyên với tiền đạo rồi. Hắn nhìn mắt của Vương Lâm thật lâu, tiếp tục hướng thềm bậc đá đi đến. Buổi tối ngày thứ hai, Vương Lâm hai tay huyết nhục lẫn lộn. Hắn đi qua thềm đá, lưu lại một đạo vết máu thật sâu. Đối với việc này, Vương Lâm đã không còn biết gì. Hiện tại hắn hoàn toàn bằng một cỗ ý niệm ở thôi động thân thể mình, hơi thở đã tới bên bờ hấp hối. Trong ngày thứ ba, thời khắc mặt trời mọc, hắn mơ hồ giống như thấy được phần cuối thềm đá. Đáng tiếc lúc này, một thanh âm vô tình như tiếng sấm chuyển đến chấn động trái tim. Thời khắc đã đến, chỉ có ba người đủ tư cách, còn lại tất cả đều thất bại. Vương Lâm cười thảm một tiếng, cơ thể nghiêng một chút, ngã nhào trên thềm đá, hồn bề bất tỉnh. Hạng nghị trùng điền ba ngày trước thí nghiệm thiền tư đứng ở đỉnh núi, nhìn Vương Lâm cách nơi này không đến bởi trượng, mặt lộ vẻ vô tình. Lúc này, vài đệ tử hàng nhạc phái nhanh chóng từ đỉnh núi đi xuống phía dưới, dọc theo đường đi đem tất cả thiếu niên còn đang kiên trì đưa tới trên núi, đồng loạt cho ăn dược vật. Sư huynh, 39 người thí nghiệm bỏ cuộc 25 người, trừ những người đủ tư cách là ba người kia ra, còn có 11 người. Một nữ đệ tử hàng nhạc phái, lạnh giọng báo cáo. Nàng năm đó cũng trải qua, chắc thí tàn khốc như vậy. Cuối cùng dựa vào luyện tập võ thuật căn bản từ nhỏ, sự nghị lực mới miễn cưỡng đủ tư cách, mới trở thành ký danh đệ tử. Dùng gần thời gian 10 năm nỗ lực, đến bây giờ vẫn chưa thành đệ tử chính thức. Hạng nghị trùng điền nhân bộ dạng lạnh băng, cật kênh nhẹ đầu ánh mắt đảo qua mười thiếu niên cùng hôn mê thản nhiên mở miệng nói ba người đủ tư cách dẫn bọn hắn đi gặp phòng tạp vụ ăn bài công tác sau này hai mươi lăm người bỏ cuộc đổi về gia tộc của từng người về phần 11 một người này kiên trì đến cuối cùng đợi sau khi bọn hắn tỉnh dậy đồng loạt đưa đến kiếm linh các nhìn xem có người nào cùng kiếm linh hữu duyên không nếu chưa không có thì như cũ đổi về gia tộc từng người đi vừa nói xong trung niên nhân cũng không nhìn những thiếu niên này một cái phất tay áo rời đi ba ngày sau bên trong kiếm linh các mười một thiếu niên bao gồm vương lâm ở bên trong đều đứng ở một bên sau mặt tái nhợt thường thế trên người vương lâm đã khỏi hẳn nhưng vết thương tâm linh lại xé rách càng lớn từng trận đau đớn thùng rứt không ngừng cắn nuốt thể xác và tinh thần hắn kiếm linh trắc thế này cũng không phải là hắc y trung điên nhân chủ trì mà là một thanh niên xa lạ mặc áo trắng. Bất quá cũng không ngoại lệ, đều là sắc mặt lạnh như băng. Ánh mắt nhìn phía bọn họ giống như nhìn kiến hôi trông rất vô tình. Đây là cuộc thi cuối cùng, kẻ có thể đi vào phòng này thì thông qua. Lời nói của thanh niên đó ngắn gọn, trên mặt lại lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Ánh mắt của Phương Lâm có thể thấy được, đúng là một căn phòng bình thường đến cực điểm. Cổng chính giữa căn phòng mở ra Hướng phía trong và nhìn vào, chỉ thấy từng thanh cổ kiếm dài ngắn không giống nhau đặt ở bên trong. Một đám thiêu niên còn lại dựa theo trình tự hướng giữa phòng đi đến. Thiêu niên thứ nhất vừa mới đến gần phòng, vị trí tâm trường, liền mặt lộ vẻ rãnh rủa bị một cỗ lực đạo vô hình đẩy mạnh ra khỏi mấy trường. Không hợp cách, người kế tiếp. Thanh niên kia thản nhiên nói. Vương đầm chính là người thứ bảy, xong người trước toàn bộ đều là ở vị trí năm trưởng không thể đi tới. Hắn cười một cách chua xót, nhắc tới trong lòng kỳ vọng còn thừa không nhiều lắm. Hắn bước về phía trước, tới vị trí nằm trưởng, thoải mái bước qua. Vương Lâm ngẩn ngơ, trong lòng kỳ vọng nhanh chóng tăng lên, miệng hắn khô khan, trái tim chợt đập kinh hoàng, lại tiếp tục bước thêm một trưởng. Lúc này vẫn chưa có cảm giác khó chịu gì. Thành niên kia rên một tiếng, ánh mắt chớp động, lộ trong một tia thần sắc cảm thấy hứng thú khuôn mặt bình thường lại nói đừng có do so dự tiếp tục hướng phía trước mà đi vào nếu là có thể đi vào trong phòng đạt được kiếm linh thừa nhận dù cho hai lần trước người trắc thí đều không hợp cách cũng sẽ được thu làm đệ tử chính thức đấy mười thiếu niên còn lại vẻ mặt đều lộ ra hâm mộ loại hâm mộ này còn ẩn giấu ghen thị thật sâu vương lâm trong lòng khẩn trương ánh mắt của cha mẹ kỳ vọng lại lập tức nhập vào trong óc lại bước thêm một trượng lúc này khoảng cách cánh cổng còn có ba trượng vương lâm thấp thỏm lại bước thêm từng bước nhưng vào lúc này một cỗ lực lượng khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện điên cuồng tuôn ra hướng về phía vương lâm thân thể hắn không chịu khống chế bay nhanh về phía sau mãi trở nên vị trí hơn bởi trượng mới dừng lại được còn lại thiêu điền đứng ở một bên mặt đều lộ ra vẻ trầm biếm ở trong mắt bọn họ, Vương Lâm nên cùng bọn mình giống nhau, không có khả năng có bất cứ cơ hội nào. Cất tiếng cười thảm, trong lòng của Vương Lâm là vết thương xé rách càng lớn hơn. Ánh mắt của cha mẹ kỳ vọng dần dần theo đó đều mất đi. Thành niên kia vẻ mặt lại giống điều phía trước lạnh như băng, thản nhiên nói, không hợp cách, người kế tiếp. Mười một người, cuối cùng không có một người thông qua. Trừ Vương Lâm ra, còn có một cô gái cũng như vậy bước đến vị trí cách cánh cửa hai trường nhưng kết quả vẫn là như cũ không vào được ngày hôm đó trắc thí xong đám thiếu niên liền bị trao trả đến trên núi được đệ tử của hằng nhạc phái lần lượt đưa đi đưa vương lâm về gia tộc vẫn là thanh niên họ trường dẫn bọn hắn tới đây ở bên người hắn mang theo vương trác cùng vương hảo vương trác sử đệ chúc mừng ngươi trở thành đệ tử đạo hư sử thúc về sau tiền đồ bất khả hạn lượng rồi. Thanh niên kiềm mỉm cười ôm quyền nói. Trên mặt của Vương Trác lộ ra vẻ mặt ngông cuồng tự đại, ngạo kệ nói. Đó là tự nhiên, sư phụ cũng đã nói. Chỉ đợi ta lần này về nhà xử lý hết chuyện thế tục, liền truyền ta pháp thuật tu tiên. Vương Hạo ở một bên bĩu mồi nói. Ta từ nhỏ nhìn cái nét mặt tiểu nhân đắc chí của người liền trướng mắt lắm. Không phải là có sư phụ thôi sao, có cái gì mà gây gớm chứ, ta còn có thể truyện đàn đấy. Vương Trác kinh biệt nhìn vào mắt Vương Hảo, không để ý tới hắn, mà ánh mắt chuyển động, nhìn Vương Lâm bên cạnh trầm mặc không nói, kẻ cười nói. Thiệt trụ, thế nào? Lúc trước ta đã nói với người, người không thích hợp rồi, người cùng cha của người đều không tin ta. Hiện tại, biết kết quả rồi chứ? Vương Lâm ngẩng đầu, thản nhiên nhìn vào mắt Vương Trác, đối với hàng nhạc phái thành điền kia mà nói. Thượng tiên, phụ bông của ta đều đang đợi ta, còn thì ngài mong một chút, đưa ta trở về đi thôi. Vương Trang thấy Vương Lâm rõ ràng không để ý tới mình, lại cười lạnh nói, đúng là cái thằng nhà quê, đời này đã sống ở trong thôn giống như cha của ngươi, cùng làm thợ mộc đi thôi. Giữa khuôn mặt thanh niên, lỗ ra biểu tình cười như không cười, nhìn nhìn ba thiếu niên trước mắt, cũng không nói chuyện, vùng tay áo một cái, mang theo ba người biến mất ở sơn môn hàng nhạc phái trên đường trở về gió mạnh như trước nhưng nỗi lòng của vương lâm như là có khắc một trời một vực lúc đến kỳ vọng thì về tuyệt vọng không lâu sau có thể nhìn thấy tòa nhà lớn vương thị gia tộc vương lâm mở hai mắt xa xa nhìn lại chỉ thấy bên trong tòa nhà lớn đầy là người náo nhiệt như hội từng ban yến hội cấp bậc vượt xa cha của hắn mấy ngày trước đây chiều đãi thần thích đem toàn bộ cái sân lớn đều phủ kín tất cả người vương thị gia tộc, thậm chí ngay cả những tộc nhân bên ngoài mù cỗ cũng đều trở về, tề tụ một nhà chúc mừng lẫn nhau, ăn uống linh đình rộn ràng. Nhân vật chính yến hội lần này là ba người, đại ca của vương thiên thủy, vương thiên thủy cùng với tam đệ của hắn. Tại bên cạnh ba người này, tất cả thân thích đều tiến đến chúc mừng lẫn nhau, không khí phi thường náo nhiệt. Trong mắt bọn họ cũng không ngoại lệ, đều là lộ ra vẻ hâm mộ trong miệng lại a à rùa định hót cố gắng chọn lời hay ý đẹp nhất là đối với phụ thần vương lầm lại ca ngợi hắn không ngừng thổn thức chuyện xưa nhị ca lần này tiểu tử nhà ngươi nhất định sẽ được lựa chọn thôi vậy sau ngươi sẽ không cần làm thợ mộc sinh sống nữa trong nhà ngươi nào thấy ngươi không thể không kêu một tiếng nhị ra ra lục đệ phụ thần vương lâm một cái trung niên nhân bụng vệ lớn tiếng khen lão nhị năm đó ta liền nhìn ra ngươi đời này tuyệt đối không giống như thế. Thế nào? Thấy ta nhìn đúng rồi chứ? Người đời này ở trên người thiết trụ, thiết trụ trở thành tiên nhân, làm cha như ngươi là cha của tiên nhân. Kia đã có thể là khó lường rồi. Ngũ thúc của Vương Thiên Thủy Một người có đôi mắt hí, ngồi ở bên người phụ thân Vương Lâm, nâng chén à rùa nói theo. Nhị ca, thiết trụ nhà ngươi cùng tiểu tử nhà của ta, lần này đều có thể được lựa chọn. Anh em ta có hai người hai mươi mấy năm không gặp, lần này nói cái gì cũng phải không sai không về. Phụ thân của Vương Hảo, tam đệ của Vương Thiền Thủy, bừng chén rượu đi đến trước mặt, mang tiêu ý, lớn tiếng nói. Phụ thân của thiết trụ nhìn đám thần thích bốn phía này, lúc trước xem thường hắn, cảm thấy lãnh diện, nở mày nở mặt vô cùng. Nhiều năm tối tăm trở thành hư không, bất có thủy chung lại có tảng đá lớn đặt ở trong lòng. Thiết trụ à, con nhất định phải được lựa chọn nhé. Nhị tẩu, người đi theo nhị ca ta, đời này xem như được hưởng phúc rồi nhá. Có thiết trụ một đứa con giỏi như vậy. Về sau, chúng ta mời dặm tám thôn, ai không nhận thức người chứ? Đúng vậy nhị tẩu, con của nhà ngươi có thể sánh bằng tiểu tử nhà của ta có bản lĩnh đấy. Thiết trụ cái đứa nhỏ này từ nhỏ đã thông minh, thật sự là cái đứa nhỏ tốt đấy. Mẹ thiết trụ à, chúng ta tuy nói là cùng một tộc, nhưng hiện nay đồng tộc thông hôn cũng đã nhiều Con gái nhà của ta cũng đã đến tuổi rồi Thiết trụ cái đứa nhỏ này dáng vẻ đường đường Ta từ nhỏ đã thích nó rồi Không bằng giúp ta hai nhà kết thành thân gia đi Cùng phụ thần thiết trụ giống nhau Bên cạnh bẫu thần thiết trụ Cũng quây chung quanh một đám nữ quyến Lẫn nhau trò chuyện nhiệt tình Chuyện thường ở quê Đại ca của cha thiết trụ Mắt lạnh nhìn hết thảy Trong lòng thầm nghĩ cứ chờ mà xem chờ tiên nhân đem đứa nhỏ kia đưa về biết được kết quả rồi đến lúc đó nếu là thiết chủ không được lựa chọn xem làm những người có kết cuộc thế nào nghĩ đến đây trên mặt của hắn cười ha ha bừng lên chén rượu cùng thân thích bên người khích lệ đứa nhỏ nhà hắn trả lời vài câu không khí vô cùng ồn ào huyền náo nhộn nhịp không thôi đúng lúc này bỗng nhiên một đạo cầu vồng theo phía chân trời xẹt qua Dừng giữa sân rồng xuất hiện bốn người bốn phía nháy mắt an tĩnh lại tất cả tộc nhân vương thị đều căng thẳng sợ hãi không dám nói câu nào thanh niên hàng nhạc phái ánh mắt đảo qua âm thầm cảm thán ngày đó hắn bị hàng nhạc phái thu làm đệ tử người ở quê hương cũng lại chúc mừng như vậy trong khoảng thời gian ngắn có chút cảm khái quay đầu nhìn vào mắt vương lâm thật sâu hắn biết thiếu niên này chuyện tình kế tiếp phải đối mặt là người trưởng thành đều không thể thừa nhận đại đạo vô tình Thành niên lắc đầu thân thể khẽ động pha trà kiếm quang rời đi nơi đây người tu tạo không thể có vướng bận thế tục các người đều tự xử lý cho tốt ba ngày sau ta lại đến đón các ngươi từ rất xa chuyển đến thanh âm của hắn đại ca phụ thần của thiết chủ vừa thấy đến tiền nhân rời đi lập tức đi ra phía trước kích động nhìn con mình hỏi đạo hư thượng tiên có thu ngươi làm đồ đệ không vương trác vẻ mặt tự đắc kiêu ngạo nói đó là đương nhiên, sự phụ đại ta đã trong vòng 10 năm sẽ trở thành nhân tài kiệt xuất trong hàng đệ tử hàng hà phái đấy. Phụ thân của vương trác mừng rỡ, vỗ vỗ thật mạnh bả vai con mình, thoải mái nói. Tốt, vương trác người về sau chính là tiên nhân rồi, vương gia chúng ta có tiên nhân rồi đấy. Phụ thân của vương hảo lúc này cũng là vẻ mặt lo lắng, nhìn chăm chăm vương hảo đang muốn hỏi. Vương Hảo ngắp oai một cái, nặng ý nói, cha, đừng có hỏi, con đã thành đệ tử Hằng hà phái rồi. Phụ thần Vương Hảo mừng như điên, cầm lấy chén rượu hùng Hằng uống một ngụm. Vương Trang mắt đổ vẻ khinh miệt, giọng âm dương quái khí nói. Tạm thúc, người sinh đứa con tốt thật, đem chúng ta mặt mỗi vương ra đều làm cho mất hết. Trước mặt mọi người, làm tròn định nọt tầng bốc thượng tiên, cuối cùng còn tặng đại lễ, lúc này mới miễn cưỡng đạt được một cái tư cách dược đông. Vương Hảo hất lồng mình một cái, trầm chọc nói ta tình nguyện như thế nào đến lúc đó nhìn xem tiền pháp của ai lợi hại liền biết ai làm vương gia mất mặt chứ phụ thân của thiết trụ vẫn nhìn oan như nhà mình hắn theo thiết trụ trên mặt nhìn đến một tia xa sút trong lòng run lên dâng lên một cỗ dự cảm không hay thiết trụ người người thì thế nào mẹ thiết trụ cõi lòng đầy kỳ vọng mà hỏi thiết trụ trầm mặt, vương chắc ở một bên trầm chọc nói ta đã sớm nói mà Tiểu tử này không thích hợp Hiện tại thì thế nào Rõ ràng vô ích và mất mặt Ta là lần đầu tiên trắc thí đã được thủ nhận Không thấy được hắn Phía sau vài lần trắc thí Nhưng mà nghe nói là ba hạng trắc thí Không có một cái nào đủ tư cách Sớm nghe lời của ta Ta là không đi Ta ước chừng hồ tử nhà tứ thúc Đi đều mạnh hơn hắn đấy Tứ thúc thiết trụ những mày quát Vương trác Cho dù ngươi trở thành tiền nhân Cũng đừng ở trước mặt ta làm can hồ tử nhà ta có thích hợp hay không cũng không liên quan gì tới ngươi cái kẻ không biết lớn nhỏ như ngươi vương trang trong mắt hàn quang chợt lóe cười lạnh vài câu không nói gì phụ thân của thiết chủ thoáng cái dường như giảm đi thêm 10 tuổi ngồi phịch xuống trên ghế mẫu thân của thiết trụ cũng đã giật mình dường như không thể tin được hỏi thiết chủ à là thật sao thiết chủ căn chặt môi không chút cảm giác được đã chảy máu phịch một tiếng quỷ xuống trên mặt đất, dập đầu vài cái thật mạnh trước mặt phụ mẫu, thấp giọng nói, "Cha, mẹ, tiết chủ con đây không được tiên nhân thu nhận, thực sự con lỗi với hai người, còn con kiếp sau sẽ báo đáp ơn dưỡng dục của hai người." Mẹ của Tiết Trụ cảm nhận thấy được niềm tuyệt vọng đến trong lòng giọng nói của con mình, lập tức chạy tới, ôm lấy Tiết Trụ nghẹn ngào nói, "Con à, không sao đâu, đừng có buồn, chỉ là không được tiên nhân thu nhận thôi." chờ sang năm chúng ta tham gia khảo hạch trong huyện cũng như nhau cả con à ngừng ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ nghĩ thông suốt một chút cha con và mẹ con về sau còn trông cậy cả vào con lò mà chay đấy cha của thiết trụ lúc này cũng đã khôi phục lại nhìn thần sắc của thiết trụ trong lòng chấn động vội vàng đi qua ôm lấy hắn mà nói thiết trụ à con cũng đừng làm chuyện điên rồ gì đấy hết thảy con có cha đây nghe lời cha ta về nhà đọc sách sang năm đại khảo cũng là giống nhau thôi. Những người thân thích chung quanh, một đám sắc mặt biến hóa cực nhanh, đều rời xa cha mẹ thiết trụ. Trên mặt cùng bộ dạng lộ ra vẻ xem đáo nhiệt, không cần chỉ trò này nọ. Thiệt trụ cái đứa nhỏ này, ta trước đây đã cảm thấy là không được rồi. Hắn làm sao có thể so sánh với phương trác nhà đại ca? Lần này xem như mất thể diện gia đình rồi. Lục đệ của phụ thần thiết trụ trầm biếm nói. Đúng vậy đây, Sớm biết là như thế này Cũng từng làm cho giống như thật sự được thu nhận chứ Thật là dọa người Lão nhị Người đã là người lớn tuổi như vậy Như thế nào cũng làm những chuyện ngu xuẩn Khó trách trước đây chàng người không đem ra sản phân cho ngươi Tạm thúc phụ thần thiết trụ Mặt lộ vẻ chán ghét trầm chọc nói Ta phải nói Chuyện đứa nhỏ này từ bé thông minh Tám chín phần bơi ra giả Phòng trưng là lão nhị cảm thấy cuộc đời này của mình Không có tiền đồ gì Cho nên với đem con của mình thổi phồng lên một chút hiện tại thì thế nào bị vạch trần rồi ngũ thúc vừa mới rồi còn ngồi bên cạnh phụ thần thiết trụ sắc mặt lập tức biến hóa ngay thay đổi vẻ mặt a à, dua vừa rồi Bạn đứa con đi trắc thí chỉ có một người thất bại cho con hắn thiết trụ cái đứa nhỏ này là một cái ghém cỏi nhất trong vương giả chúng ta thật là mất mặt nhị tầu à vừa rồi còn đó ngươi cùng dị ca cùng một chỗ hưởng phúc hiện tại nhìn thấy ngươi đời này cũng cứ như vậy không có cái phúc khí kia đâu. Trong cả năm nữ quyến, có người trầm biếm nói. Không chỉ có như vậy, mấy ngày hôm trước ta còn đi đến trong thôn bọn họ, nhìn thấy thiết trụ. Lúc ấy ta liền suy nghĩ, đứa nhỏ này ngu ngốc vô cùng, làm sao có thể cùng vương trác, cùng vương hạo, Hay đứa trẻ kia so sánh được. Nhất định là không thể nào. Vợ của cũ thúc thiết trụ cũng thay đổi sắc mặt, bắt đầu châm trọng. Ta đã sớm nhìn ra thiết trụ cái đứa nhỏ này không được rồi. Các người nhìn cha mẹ hắn đi. Sao có thể sinh ra đứa nhỏ giỏi giang được chứ? Vương già chúng ta cũng chỉ có con của đại ca và lão tam là có tiền đồ thôi. Thiệt trụ ư, xì, ngay cả cái tên cũng nghe ngu ngốc rồi. Trong đám nữ quyến, những người còn lại cũng không chịu thua kém trầm biếm nói. Ta vừa rồi đúng là mắt bị mù đấy, còn muốn đem con gái của mình đẩy vào trong hố lửa. May mắn là thiết trụ này không được tiền nhân thù nhận, bằng không con gái của ta về sau phải hận ta cả đời mất mẹ thiết trụ à cái việc thông gia này chúng ta cũng nên quên đi thôi con nhà ngươi nếu không được làm tiên nhân ai sẽ đem con gái hứa gả cho hắn này không phải là cóc mà đòi ăn thịt thiền nga sao trong khoảng thời gian ngắn hầu như tất cả thân thích đều lộ ra một mặt nịnh bợ đủ loạn ngôn ngữ ác độc càng ngày càng nghiêm trọng vô tình đã kích một nhà thiết trụ nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.